Hello tất cả mọi người, chào mọi người đến với trận thi đấu giao hữu ba nam giữa đội của Huy Sáng và đội của anh Cơ Nhẻm. Bên đội của Huy Sáng thì có anh Thanh Chém của câu lạc bộ Đội Cầu Công Viên và anh Thắng Gồng của câu lạc bộ Thiền Quang. Bên anh Cơ Nhẻm thì có Nhật, câu lạc bộ Đội Cầu Chí Linh và Thành Luân của đội tuyển Hà Nội ngày trước và hiện tại về chưa biết là đang sinh hoạt cho câu lạc bộ nào. Ở bên anh Cường Nhẻm thì có hai chân chắn rất là có thể hình rất là tốt. Anh Cường Nhẻm là người có thể hình thấp nhưng mà anh cũng chắn rất là hiệu quả. Nhưng ở trong trận đấu này thì hai chắn chính của câu lạc bộ Chí Linh là Thành Luân và Nhật. Còn đội của bên Huy Sáng thì có anh Thanh Chém sẽ là người chắn chính và Sáng sẽ là người chắn phụ. Thủ bên dưới sẽ là anh Thắng Gồng. Khởi đầu trận đấu thì anh Thanh và anh Thắng Gồng có vẻ đang bắt chưa được vào chân. Một quả cầu sát lưới mình đã cố gắng nêu dựng đứng lên để vít, quả đấy hơi với. Nhưng may là chắn không qua, chứ có đây là giữ người chắn rồi. Hay quá, quả chắn thành công. Công chính của bên Chí Linh là Nhật. Nhật là một cầu thủ có thể hình rất là tốt, cao, có sức đập rất là mạnh. Và trận đấu đa phần là bạn ấy chắn vít rất là cao, vít thường qua đầu. Nhưng khởi đầu trận đấu có vẻ cũng công chưa được ổn định cho lắm sau quả chắn thành công của anh Thanh. Nhưng có vít cầu vào cổ. Nhưng sau đó là một quả phản công của anh Cầu Nhẻ rất là sắc. Cầu đi cắm sông. Đấy, nó bị chắn cái là phải chuyển ngay. Anh Thanh có vẻ lâu không đá nên là cầu hơi bị lập cập. Tỷ số đang là 5-4 nghiêng về đội Chí Linh. Đá trận đấu này gần như là mình rất phải cố gắng để vít cầu qua chắn, bởi vì hai chân chắn này nhảy rất là cao. Tỷ số đang là 5-5. Quả chắn tốt của anh Thanh. Tiếp theo quả vít lái trúng người mình, nhưng rất tiếc là cầu không lên. Và như anh Thanh đã chắn cầu vào lưới. Tỷ số là 6-5. Quả vít cầu rất cao của mình. Cầu gần như ra ngoài. Nhưng cầu vẫn vào trong. Cầu đã sang lưới nhưng mà Nhật đã chích nhẹ mũi giày vào quả cầu khiến quả cầu rơi ngay thẳng xuống cạnh chắn tại cạnh Thanh. Tiếp theo là quả bắt lỗi của anh Thanh. Tỷ số là 8-6. Quả đấy mẹ nêu cầu vào đầu nhưng mà vẫn cố gắng vít lái để đá sang. May quá trúng chắn nhưng mà cầu lại bay ra ngoài và không mò được. Quả vít rất cao, ngang mặt chắn bên mình. Tỷ số là 8-7. Vít rất uy lực nhưng bị chắn. Tiếp theo quả vít nhú của mình. Mình nhận thấy là chắn đang không tập trung vào để chắn nên là mình đã nêu nhú nhanh và vít. Một quả bắt hỏng của bạn Thành Luân.
Bà ấy đang đi một chiếc giày thể thao và một chân là đi giày vịt. Hay quá, quả vịt siêu chéo. Nhật này thường có những cái quả sát lưới. Khi mà cảm thấy đủ độ cao và chắn không tới là Nhật sẽ vịt siêu chéo. Thường cầu sẽ ngang mặt và trúng mặt rất là đau. Một quả vịt chéo đã bị mò. Vâng, quả đặt lái lại bị bắt. Một quả vít giữa người đã bị chắn. May quá bên Chí Linh đã không thể mò được lên. Vít cầu lái thành công. Một quả đặt trúng chắn và đã không thành công. Quả tiếp theo mình đã mò được. Nhưng rất tiếc. Anh thật là nó lên quét nhưng lại thành sang chém. Và anh đã không có quả chém để có thể xử lý được quả cầu đấy. Nếu nào mình quả đấy thì chắc chắn là cầu sẽ dọc biên rồi. Vít cầu rất mạnh nhưng rất tiếc là chúng chắn và dội thẳng về phía sau, không ai có thể lót được. Bạn Luân này được đào tạo bài bản trên đội tuyển Hà Nội. Chính vì vậy mà việc chắn cầu rất bài bản. Quả phản công nhanh thường là Nhật sẽ vít lách chắn và lái dọc biên. Thường những quả đẹp thì mình sẽ cố gắng nhảy thật cao để vít qua chắn. Bởi vì hai bạn ấy có thể hình rất là cao. Quả nêu cầu hỏng. Ô, quả của mình cũng nêu cầu hỏng tiếp theo. Còn công thì sao? Rất tiếc là công trượt. May mắn là điểm sẽ về thuộc về bên cổ Huy Sáng. Hai thành viên đang chưa hiểu ý nhau rồi nên đã tranh có quả tranh nhau làm cầu không qua lưới. Lại một quả vít chéo ngang mặt. Thường những quả sát lưới đấy Nhật sẽ vít rất mạnh. Tỷ số đang là 15-13. Quả đặt nhẹ của mình như đã bị bắt. Và một quả quét. Phản công đã thành công. Tỷ số là 16-13. Nghiêng về Chí Linh. Lại có nêu cầu lỗi của mình. Nhưng may mắn là bên kia lại bắt hỏng. Tỷ số là 14-16. Một quả đặt cầu. Thế mà mình không bắt được. Quả mình lên hơi cao để lót chắn. Nhưng rất tiếc là Nhật đã đặt cầu vào con ra phía sau. Khiến mình không thể ta lông lên được. Một quả kéo xa của mình. Dường như bên chắn bên kia đã không theo sát và bỏ quả chắn đấy. Thường những quả như thế thì mình sẽ đập hết cỡ vào vít chéo. Quả cầu rất cao nhưng may mắn vẫn trong sân. Một quả vít bung đế cầu. Cầu bay ra ngoài. Thường những quả đấy là do vít cầu không chính xác vào giày và sang cạnh mép giày. Chính vì vậy mà khiến đế, chiếc đế hồng bay ra khỏi miếng đế trắng. Một quả vít lái rất mạnh. Tỷ số đó là 19-17. Một quả nêu cầu lỗi.
quả đấy mình thường sẽ xử lý là đặt bằng gầm giày, nhưng quả đấy mình thấy đẹp quá và mình đã quét, nhưng không thể rút lại chân nên cầu đã vào lưới, chân đã vào lưới. Một quả vít chéo rất mạnh, thi thoảng mình mới vít được mấy quả mạnh như vậy thôi, chứ bình thường đá anh trận căng này mình thường chỉ đặt qua đầu và về cuối sân là chính. Vì những quả này, những trận cầu đá căng ba như vậy có đôi chắn thì thường mình viết mạnh, cầu sẽ dội thẳng về và không có thể lót được cầu của mình, bởi vì mình viết hay cắm dốc xuống. Một quả đặt nhỏ rất kỹ thuật của anh Cường Nhẻm. Nhận thấy phía sau mình và anh Thắng Gồng đã lùi lại, chính vậy mà anh đã đặt khiến anh Thắng Gồng không thể lên lót được. Tỷ số là 19-18. Tỷ số 19 đều. Vít chéo. Tỷ số 21, 19 nghiêng về đội Chí Linh.